Chào bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình sẽ cho bạn biết đó là 6 cái đừng nên làm và 2 cái phải phải nên làm trong cái cách mạng công nghiệp 4.0 này. Trong một cái thế giới mà đang thay đổi rất là nhanh chóng, cách mạng 4.0 đang là cái thời kỳ bắt đầu bùng nổ. Lộ trình duy nhất để đưa bạn đến thất bại là không chịu thay đổi và kiên trì đầu tư kiến thức cho bản thân là một giải pháp tất yếu. Vậy người Việt Nam khởi nghiệp như thế nào là thành công? Như thế nào để thành công? Muốn thành công thì hãy học từ những người đã thành công thực sự. Hãy làm đúng ngay từ đầu để rút ngắn cái chặng đường đi đến thành công. Có một công thức khá nổi tiếng đó là học cộng học thì bằng không. Làm cộng làm thì sẽ bằng âm, mà học cộng với làm thì sẽ bằng thành công. Trong kinh doanh cũng phải chú ý đến 6 cái đừng và 2 cái phải. Đấy. 6 cái đừng như thế nào? 6 đừng đó là đừng đánh mất những gì mà mình đang có, ví dụ như sức khỏe, uy tín, tiền bạc. Đừng lo cho những cơ hội tốt, đừng lo sẽ có những cái cơ hội tốt đến với mình. Cái đừng thứ ba là đừng ăn một mình. Chúng ta phải có cái tư tưởng là win-win, cùng chiến thắng, đúng không? Cái thứ tư đó là đừng liều đầu tư vào khi mà có ba chưa, đó là chưa nghiên cứu kỹ, chưa thành công tương tự và chưa có tư vấn giỏi giỏi phản biện. Chúng ta đừng liều đầu tư vào khi mà chúng ta chưa nghiên cứu kỹ thị trường, chưa có những cái thành công tương tự và chưa có một cái người dẫn dắt, chưa có một người đỡ đầu. Đừng vi phạm pháp luật, gian dối. Và cái cuối cùng là đừng coi thường đạo đức, những cái tri thức, những cái sự giao lưu với tiếp cận với nước ngoài. Cái cuối cùng là hai phải, chúng ta cần phải làm như nào, đó là chúng ta phải đi từ thấp đến cao. Trước tiên chúng ta phải làm thợ trước cái đã, rồi chúng ta mới trở nên làm thầy được. Đấy. Phải tính tới đến những cái trường hợp rủi ro nhất. Nếu không còn đường lui thì mình sẽ phải làm gì? Đó là hai cái phải mà chúng ta cần phải làm. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.